Ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube Music Night. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn trẻ một sản phẩm mà khá nhiều các anh em yêu thích. Đó là cái gậy baton, hay còn gọi là gậy ba khúc ấy. Của sản phẩm này là gậy baton 511 nha, hàng chính hãng luôn. Mình đặt mua trên Lazada với giá là 480.000 nha, 480.000. Ok, thì mình sẽ test về ngoại quan sản phẩm này cho các bạn xem. Một clip tiếp theo thì mình sẽ test về chất lượng, và một video tiếp theo nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn 10 cách rút gậy thật là chất nha. Ok, mình sẽ đi vào bóc hộp. Thì sản phẩm này giống như chiếc đồng hồ húp nót đấy, cũng được đựng trong một chiếc bao bì màu đen rất là huyền thoại, huyền bí. À, mở ra chúng ta thấy là một bao da. Trong bao da là không còn gì. À, không phải bao da các bạn nhé. Bao này là bao vải nhé. Xem là nặng đấy. Nặng này phải 2 cân. Đây. Bọc cao su nhé. Cao su cầm rất là đầm tay, khá chắc chắn, rất ôm. Rồi. Thì sản phẩm này nó dài ra làm sao thì năn nữa mình xem nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào xem cấu tạo chi tiết của nó. Ok, thì như anh em đang thấy, sản phẩm này gồm 6 bộ phận, 6 chi tiết nhỏ nha. Đó là gì? Nắp đít, chốt và nắp đầu. Thì để biết sản phẩm này là sản phẩm chính hãng hay không thì chúng ta sẽ nhìn vào nắp đít nhé. Sẽ có logo in nổi nhé. Đấy, logo in nổi. Vì gậy này gọi là gậy ba khúc mà, đấy nên là tất nhiên nó sẽ có ba cái phi chính. Phi này là phi cán này, phi giữa và phi thứ ba. Thì hầu hết mọi người biết về sản phẩm này qua những video khác. Người ta test, người ta đập gạch thì nhìn chất nhổn đấy, nhìn trọng lực đấy. Nhưng mà thường người ta quên mất một chi tiết, đó là quay về độ dày của phi. Thì mình không để bỏ lỡ cái phần này được. Sẽ có rất nhiều anh em băn khoăn là sản phẩm này nó uy lực như thế thì nó dày không, nó đặc không, nó nọa hay là nó rỗng, hay nó mỏng như nhôm. Thì đây, mình sẽ làm chi tiết các bạn xem. Đây là độ dày thực tế của phi nhá. Đấy, rất là dày. Như này là dày nhá, như này quá dày luôn ấy. Nếu mà là dày nữa thì chắc là không cầm được, rất là nặng. Như này nó đã nặng lắm rồi. Thép này là cấu trúc của thép này là nó đặc rồi. Cái điều là người ta phải làm rỗng để nó có thể hoạt động rút ra rút vào, các bạn hiểu không? Đấy, phi giữa. Đấy, cán rất là đẹp. Cán này thì thường là nó không phải là bộ phận để tác động lực nhiều, nên là mình cảm tưởng nó không chắc chắn bằng hai cái phi trên. Thế giờ để lắp vào như thế nào, mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nhé. 6 chi tiết này thì lắp theo thứ tự như thế nào? Đầu tiên, phi nhỏ nhất khi lắp vào phi giữa, nhớ là bạn phải xác định đầu bé nhất của nó nhé. À, đầu bé hơn đây. Đó. Rồi, tất cả cũng đút vào phi cán. Tại sao không vào? Vì mình đã ngược đầu. Đây mới là đít, phải đút vào đít. Đó, chưa? Khá đẹp, khá là dài. Thụt lại để làm gì? Chúng ta lấy ngón tay này, đẩy cho nó thò cái phi nhỏ nhất ra. Đấy, rồi ấn chốt vào. Chốt này có tác dụng gì? Để giữ, và khi mình bật nó ra ấy, thì nó sẽ không bị trơn, không bị tuột, mà mình phải tác động lực nó mới ra.
Còn đâu là tác động lực như nào, mở như thế nào, có thể nhiều anh em sành rồi mà cũng có khá nhiều bạn trẻ là cũng chưa biết, thì cái nút bấm để nó ra ở chỗ nào thì mình sẽ hướng dẫn ở video tiếp theo nhé. Video này mình sẽ cho các bạn ngoại quan và cấu trúc và cách lắp ráp của nó. Đấy, lắp đít luôn. Và lắp đít thì đừng quên lắp đầu nha. Quên, lẽ ra là mình phải lắp đầu trước, quê quá. Vì là lắp đít này vào, cái chốt này nó sẽ giữ đít, nó không không đẩy được đầu ra, không đẩy được đầu ra để mình lắp đầu. Đấy, nên mình phải lắp đầu trước. Đấy, lắp đầu trước này. À, quên chưa nói về đầu. Cái đầu này có thể nói đây là bộ phận chủ lực để tác động lực. Lực sẽ được đưa ra mạnh nhất ở cái đầu này đây, nên là cái đầu này rất là đặc nhá, rất là đặc luôn. Nếu mà đọ với bi chai là bi chai chỉ có vỡ thôi. Đó, rồi. Giờ chúng ta sẽ lắp chốt đít này. Ấn vào. Ok, lắp đít lại. Có nghĩa là lắp đầu rồi lắp đít. Xong. Sản phẩm rất là chắc nịch. Đấy. Nói chung cái video này mình thấy cái phần quan trọng nhất mà các bạn nên chú ý đó là nhìn độ dày của cái phi. Chỉ cần nhìn độ dày của phi này có thể phản ánh được chất lượng. Đấy, thì mình sẽ để giới thiệu về sản phẩm này mình sẽ làm 3 video. Video thứ nhất này mình sẽ giới thiệu ngoại quan, cấu trúc, cách lắp ráp và chất lượng ngoại quan. Đấy, tức là độ dày của phi cho các bạn biết. Một video tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem về uy lực của nó. Đấy, mình sẽ đập gạch, đập ngói, phá hoại linh tinh, tất cả những thứ gì có thể đập cho các bạn xem chứ công phá đến cỡ nào. Và một video thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn cách những cái cách mở những cái cách rút rút gậy ngầu nhất, chất nhổm nhất nha. Có nhiều anh em chưa biết đâu, các anh em có khi chỉ biết những cách mở phổ thông thôi, còn nhiều anh em còn không biết bấm nút nào nó ra nữa cơ. Đấy, thì hãy đón xem ở video thứ ba của mình nha. Ok, video này xin chào và hẹn gặp lại anh em ở đây. Các anh em xem thấy hay nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn chuông nhé. Ấn chuông để nhận được những video tiếp theo của mình nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn nha.